Nhắc đến nghệ nhân hát sẩm Hà Thị Cầu là nhắc đến một báu vật nhân văn sống về hát sẩm. Hơn 80 năm qua, không gian để cụ hát sẩm, để sống, để nuôi mình vốn là đường phố. Và vào tối ngày 4 tháng 1 vừa qua, cụ vẫn mang cái chất quê ấy phô ra trước mặt công chúng trong cái lạnh như cắt da cắt thịt. Chỉ có điều, không gian để cụ hát không phải là đường phố mà là nhà hát lớn Hà Nội. Có cụ Cầu cùng hát khiến buổi biểu diễn sẩm trở nên đầy đủ hơn và thật sự trở thành một chương trình hát sẩm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài nghệ nhân Hà Thị Cầu, chương trình Sẩm Hà Thành còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nhóm Sẩm Hà Thành, nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan, nghệ sĩ ưu tú Thúy Ngân, nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa. Nhiều người xúc động khi thấy cụ Cầu xuất hiện với áo đơn áo kép trong cái lạnh tê cóng, nhưng cũng không ít người tỏ ra lo lắng cho cụ. Một điều bất ngờ cho tất cả khán giả có mặt tại đêm Sẩm Hà Thành, đó là khi nghệ nhân Hà Thị Cầu cất giọng hát. Không ai có thể nghĩ rằng người nghệ nhân ở tuổi 90 vẫn có thể vừa đàn vừa hát và vẫn có thể giữ được giọng hát mượt mà, cao vút, rõ ràng đến như vậy. Bà cho con hỏi là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 90. Vừa tròn 90. Sau buổi biểu diễn này thì bà có tiếp tục có buổi biểu diễn nào nữa không ạ? Chỗ nào mời thì đi. Thế cái... được mời lên đây để hát sẩm hôm nay thì bà có thấy vui không? Sao lại không vui? Thế hiện tại thì bà thấy là khán giả đã quan tâm đến cái nghệ thuật hát sẩm chưa ạ? Không quan tâm thì khi nào mà người ta mời lên. Bà cũng nghĩ là tiếp tục thì sau này thì nghệ thuật hát sẩm nó có tiếp tục phát triển không ạ? Có. Thưa bà vẫn còn rất nhiều hy vọng vào cái... Vâng, các cháu. Hơn 80 năm qua, cụ Hà Thị Cầu đã gắn đời mình với nghệ thuật hát sẩm nhiều gian truân như chính số phận của mình. Để bây giờ, người nghệ nhân này có thể nhìn thấy sự nghiệp cao cả mà mình đã gánh vác, đang có rất nhiều thế hệ học trò nối tiếp. Bà Cầu hát thì nó cái chất dân gian nó nhiều lắm. Bà ấy vừa tự kéo nhị lấy này, bà vừa ăn trầu này, xong rồi là vừa giới thiệu này, vừa hát này. Nó có một cái gì đấy rất dân gian của cái chất hát sẩm. Và cái điều đó nó là gây cái lạ cho không những khán giả của mình mà khán giả Trung Quốc họ cũng lấy làm ngạc nhiên đó. Tôi cầu mong làm sao mà sức khỏe của bà ấy vẫn giữ gìn được để có thể biểu diễn và hát được cho tất cả nhân dân chúng ta nghe và truyền lại cho các con, các cháu. Cụ già mà có được cái giọng hát rất hay, một giọng hát truyền cảm mà khi cụ thì ai cũng, nếu là dân tộc Việt Nam thì ai cũng rung động trái tim. Sẩm là cả một thế giới tâm tư, tình cảm, những gửi gắm, ước mơ, những than phiền trách phận, những niềm lạc quan để vượt qua khó khăn. Loại hình nghệ thuật này đã được những người khiếm thị cơ cực tựa vào, lấy đó làm nguồn sống cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua cuộc đời bần hàn. Nghề hát sẩm ra đời vào thời nhà Trần, cách đây hơn 700 năm và đã từng rất phát triển ở khắp miền Bắc nước ta giai đoạn giữa thế kỷ 20 trở về trước. Và dường như bị lãng quên trong nhiều thập niên sau đó do những biến động xã hội và những nhìn nhận không đúng về hát sẩm. Những năm đầu thế kỷ 21, một nhóm các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ đã đưa nghệ thuật hát sẩm trở lại với đời sống tinh thần của người Hà Nội và cả nước. Hiện nay cũng có rất nhiều các bạn trẻ cũng là quan tâm đến loại hình văn hóa dân gian. Những cái thế hệ trẻ như chúng tôi thì cũng đi theo và thu âm và sưu tập. Thì chúng tôi tìm thấy và chúng tôi gặp gỡ được những nghệ sĩ rất là quý như là cụ Hà Thị Cầu. Cụ là những cái gương mặt mà có thể nói là lưu giữ như là một cái kho báu sống, một cái lịch sử sống về nghệ thuật hát sẩm. Bên cạnh việc phục hồi, các nghệ sĩ sẩm Hà Thành cũng rất quan tâm đến việc truyền lửa đam mê nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ. Sự xuất hiện của nghệ sĩ 11 tuổi Nguyễn Ngọc Anh có thể coi là một tín hiệu đáng mừng cho nghệ thuật hát sẩm. Cái nghệ thuật này rất hay đối với em nhưng mà nó hơi khó một tí vì nó nhiều tông cao tông thấp rất khó hát ạ. Thêm một tín hiệu đáng mừng nữa khi nghệ thuật hát sẩm của Việt Nam đã được trình diễn tại Mỹ. Điều đó chứng tỏ không chỉ có người Việt Nam mà bạn bè quốc tế cũng rất yêu thích và quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
và càng chứng tỏ được sức hút cũng như giá trị của nghệ thuật hát sẩm, một loại hình âm nhạc đường phố mà không phải thành phố nào trên thế giới cũng có thể có được cho riêng mình. Lần đầu tiên mình sang Mỹ và hát sẩm ở trường đại học cho sinh viên Mỹ cũng như là giảng về nghệ thuật hát sẩm cho sinh viên Mỹ nghe. Sinh viên Mỹ, những người Mỹ sống tại trên đất Mỹ cũng yêu nghệ thuật trên sống và đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm, thì đó là một niềm hạnh phúc rất đặc biệt đối với mình. Và mình tin chắc chắn rằng sẽ có rất là nhiều người theo và ủng hộ cho dòng nghệ thuật mình đang theo đuổi. Tất cả những gì chúng ta thấy được là thành quả của những sự cố gắng cống hiến cho nghệ thuật dân tộc, cho nét truyền thống của thủ đô Hà Nội của các nghệ nhân, nghệ sĩ hát sẩm. Và khi người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế đã bắt đầu biết đến và yêu thích một nét văn hóa của thủ đô, đó là hát sẩm, thì điều đó cho thấy những cống hiến của các nghệ sĩ, mà đặc biệt là nghệ nhân Hà Thị Cầu, là không hề vô ích.